Chào các bạn nhé, sau đây mình sẽ nói qua về cái vấn đề mọi người căn chỉnh làm sao mà máy có chỉnh được ga. Có hai hiện tượng chính của cái phần ga ấy. Thứ nhất là có thể là do cái bưởng này nó cong vênh. Đấy, nói mà nó cong vào bên trong rồi, nó ép nó sẽ tác động vào cái này, tay này, nó sẽ không lên xuống được. Thì dẫn đến hiện tượng là mọi người kéo dây ga thì nó sẽ lên được nhưng mà nó không về được. Đấy là một hiện tượng. Còn cái thứ hai nữa là cái này. Đây, bên trong này có một cái lưỡi ga. Đây, cái lưỡi ga này, đây. Khi mọi người kéo dây ga là cái lưỡi ga này nó sẽ chạy sang trái sang phải này. Đấy. Khi mọi người thả tay ra là bên trong này nó có cái lò xo này. Đây. Đấy, cái lò xo này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, cái lò xo nó sẽ kéo về. Nên là khi mọi người lắp tổng bơm ấy thì trên cái tổng bơm nó có một cái chốt này. Cái chốt này nó sẽ nằm ở giữa hai cái chấu kia. Cái chốt này nó sẽ nằm vào như này. Nó sẽ nằm ở giữa như thế. Khi mọi người lắp vào đây, giờ bây giờ mình sẽ lắp ráp cái tổng bơm cho mọi người xem nhé. Vâng. Đi thật à? Tôi còn đang sợ là tôi nấu cơm là ông không về. Cái dây đập vào. Đấy, mọi người gá vào. Dây kéo trùng ra thì là nó cuộn. Gá vào. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, nhìn cái que bên trong này. Xem nó có quay đi quay lại được không. Đấy. Đây, mọi người nhìn ở đây, điểm này. Điểm có số 3 này. Số 3, đúng số 3 này. Đấy, mọi người nhìn nhá, em trong khe có lắc đi lắc lại không? Đấy là lắc đi lắc lại như này thì mọi người tăng giảm ga được này. Đấy. Còn nếu mà mọi người mà lắp mà cái chốt kim này nó nằm lệch hẳn sang bên này thì lúc mọi người nổ máy là nó cứ thế là nó nổ, nếu mà mọi người không ngắt được máy là nó sẽ nổ đỏ ga luôn, đã đỏ cái ống xả luôn. Đấy. Thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ siết lại. Đấy, còn một cái nữa. Cái mặt này là khi lắp là mọi người phải có một cái mảnh giấy, cái mảnh giấy chuyên dụng của nó ấy, để lắp vào đây. Để là tránh hiện tượng là nó chảy dầu. Tí nhá. Vâng, đây. Mọi người
mất cái này ở nếu như trong trường hợp mà mọi người tháo ra sửa chữa thay thế mà mất đấy, mọi người có thể cắt cái tấm bìa cái vỏ hộp ấy, nhưng đừng có bìa cắt tông là được, bìa cắt tông là nó có lớp nọ lớp kia, đánh xong nhá. Nhầm rồi ép cái phần mặt giấy này vào mặt ngoài này của nó có giấy bóng. Đó, ép vào như này. Đấy. Mình đặt vào đây. Lúc mọi người cắt cho mọi người dùng cái tấm thép này ép vào. Đấy. Xong. Giờ bắt ốc lại. Cái này là ốc 10. Đừng có bấm điện ở lưng em ấy nhé. Giật cho tung người ấy. Đấy, xong. Mình thấy mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Còn về vấn đề kỹ thuật, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số 0978 760 984.